Con đã sai hết rồi. Chỉ có một lần mẹ mà dùng sai. Thôi bạn nè, bà hai người bạn họ Trần, Trần Đức An và Trần Thái Bảo sẽ được bước vào vòng 2. Hãy cố gắng chờ đợi một chút xíu nhé. Các anh chị. Nhưng mà ngày mai không phải đến đúng không? Tạm biệt. Chị nó mới thấy nó mình nó mở mắt chứ. Bị mụn giờ tốt hơn nữa, sữa rửa mặt Vio Nhe ngăn ngừa và trị mụn với chất xúc thiên nhiên cho làn da lá. Ôi, kim ba xuống. Để trị nhiều lắm, nhưng kia đầu em dùng để đi cái ngay đường, mà quậy quá chẳng thẳng được thật, chắc là vừa được dưỡi. Thực ra cô ấy chỉ dùng để cho siêu mực, tạm đặt là điều kém dưỡng tóc lên. Chói mắt nó là nó sẽ dậy ra. Thôi con nó già dặn quá ha. Trời ơi, mấy con mèo này lên chó mèo lại sợ. Đó, nó chói mắt rồi đó. Để mặt ngoài cho cháu bú đi. Ơi có con mèo. Giờ này là giờ nó ngủ hay giờ nó thức? Là giờ này đúng ra là thức lắm mà nó nay nó chơi nó cũng được nha giờ nó ngủ. Phá của người ta. Bà ngoại được quậy quá nha, bà ngoại quậy quá nha, quậy cháu à. Mắt đi hết rồi. Một, hai, 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 ừ, ông có luôn. Ở đó ngáp vậy. Rất là dễ thương. Và
như vậy thì một lần nữa xin chúc mừng. Đây là mẹ là bé chúc à. Bạn ấy sẽ được lọt vào vòng các bạn ơi. Và như vậy thì tôi cũng vậy. Đứa mẹ nó bé hơn chừng nó thấy á. À, mắt nó mở rồi từ. À, mở rồi, mở rồi, mở rồi. Khóc, khóc. Chói, 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 chói. Đưa cho mẹ nó bé ra. Mẹ tỉnh tỉnh rồi, tỉnh tỉnh quá rồi. Mẹ con mẹ nó bé đi. Có chừng cái tay. Có móng tay không? Cắt rồi, cắt rồi. Đây không? Cái chân ơi. Tỏ xíu thịt chút phù qua nè. Ờ, chút phù. Cái chân ơi. Họ đều có điều khoản. Tài liệu, tài liệu. Anh có điện thoại miễn phí cho nó. Sở hữu 2SK sành điều. Hay ưu dư ánh trăng huyền bí. Chỉ có 700.000 đồng hay 1 triệu bài cước gọi trả trước. Asshole. Cái tá này hay lắm con. Nó có thể chứa một chục bãi đất đá trong nó. Mà nó thấm đến đâu là nó khô đó nó liền. Hay à. Cho bé giật giật nó coi coi. Rồi kêu bố nó vô đây ăn xong ngồi vô. À, bố ở đâu? Ăn cơm chưa? Dậy vô. Mở mắt chút xíu rồi ngủ rồi, nhắm mắt nữa. Ủa sao nè? Cái chói mắt con nhắm mắt lại. Cái gì đó quay vậy trời. Trời ơi, đừng có nước má vừa ăn cơm nước mắm xong. Ghét quá, trời ơi, dậy thì còn hay không nhỉ? Dài ghê, con nhận cái chân nó dài, dẹp đó nha. Con này từ sau mà trên mét 6 luôn á. Dài vậy ta? Ừ, dài ghê. Có dài, con dài hơn con, ta cũng ăn con rồi. Hả? Cái gì, thôi thôi thôi, nhẹ nó có tay, nó giật mình luôn. Mẹ, trẻ đó cho nó ngủ. Rồi em ngồi bên cạnh nó đi. Người mẫu của tôi. À, vậy
ơn mùi hương tinh tế. Nó cười á. Mở mắt chút thôi. Vì thế, mẹ không tốn nhiều thời gian ủi đồ nữa và có nhiều thời gian dạy mình học bài. Việc ngồi bên kia. Việc qua ngồi bên kia. Nè, sát vô. Câu làm bạn thiếu tự tin trong hội clear với công nghệ độc đáo chứa vay tài chứa những gì đâu chỉ đâu từ đó chưa bắt mà rồi cạn đó con cạn cho nó cắt quay mặt bên ngoài con quay cái cắt con vui đồng chỉ cầu từ đó ở bên thông tin cá vừa kêu à vậy hả đó nó mở mắt ra đó à, mở mắt rồi à cái này nó chói nên phải mở mắt mà cả nó không sao đâu. Được rồi, qua cửa này cũng được rồi, có chừng nó cười nhé. Ê, chị ấy hay cười lắm. Nhỏ. Đó, mắt mở to rồi đó. Quay cửa này thấy mắt mở to rồi đó. Tuần trước là em, tuần vừa rồi là chị cả, tuần này sẽ là chị. Ghét gì nó mở to chưa? Con dựng cái đầu lên chút xíu con. Lượng với nhau vậy vậy. Ờ, nghe biết sao? Ôi, em nhỏ mình dưới, đang dựng rất sướng, đang dựng em chúng ta xuống dưới kể chuyện cho chúng ta nghe về cái gì. Mắt là còn nhắm lại là trời muốn ngủ nữa kìa. Thôi bây giờ như vậy, chị sẽ quyết định cả ba chị em chúng ta sẽ cùng với nhau. Bé quá. Vậy thì lên đường. Thế ghê là quên ngủ qua vậy. Rồi hên lực là chút chút rồi cũng đỡ đỡ rồi. Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình những tiêu tài nhỏ. Ngủ nữa rồi anh. Ngưng lên lát nha, tỉnh dậy quay Tiên có một câu chuyện và Tiên câu chuyện này sẽ kể về những cô tiên của chúng ta. Ủa, chứ mà Tiên kể cho các bạn nghe. Sau đó Tiên muốn hỏi các bạn nghe các bạn chú ý. Ngày xưa, cô Tiên nói hét lắm các bạn nhé. Nó biết là nó chói nó mắt của ba cô Tiên là đều yêu thích các bạn nhỏ. Ba bồng lên. Các bạn ơi, sao bây giờ các cô tiên vẫn chưa đến vậy cả? À, bây giờ các bạn cùng gọi lớn với tiên cô tiên ơi nha. Hai ba nào, nào chúng ta vỗ tay tặng cho cô tiên gái nào. Thấy cô tiên thứ hai là cô tiên nào nào? À đúng rồi, cô tiên thứ hai. Đúng rồi, con xin chào tất cả các con. Và cô tiên út của chúng ta rất thích ca hát đây. Chào các bạn. Các con ơi, trong những chương trình trước thì các con vẫn thường thấy là các bạn đội xanh và các bạn đội đỏ trả lời những câu hỏi của các cô tiên. Còn hôm nay cô đã nghĩ cho một trò chơi mới hơn, hấp dẫn hơn. Đó là các bạn của đội xanh và đội đỏ sẽ đặt ra những câu hỏi cho nhau. Và mỗi những câu hỏi hay, những câu trả lời chính xác sẽ được những bông hoa điểm thưởng của cô tiên cả. Bây giờ thì xin mời các bạn trở về các bạn.